Xin chào anh em yêu cờ Ngày 31 tháng 10 năm 2020 Là một ngày đặc biệt Vô cùng khó quên với làng cờ Việt Nam Một ngày bình lặng như mọi ngày Nhưng cuối giờ chiều Xuất hiện một tin chấn động Đó chính là Một nhân vật kiệt xuất ra ngổ Một kỳ vương lưu lạc Một quái kiệt làng cờ Sau bao năm ẩn cư Mặc cho thế sự xoay vẩn Nay bỗng nhiên tái xuất ra ngổ Đó không ai khác Chính là huyền thoại Tây Độc Nguyễn Thành Bảo. Anh là niềm tự hào của làng cờ Việt Nam, cũng là đối thủ mà người Trung Quốc nể trọng nhất. Có lẽ rằng lâu lắm rồi người yêu cờ nước nhà mới nhìn thấy anh. Anh vẫn phong độ như ngày nào, vẫn là dâu hùm hà mén mai ngày, vài năm tắc rộng thân mười thước cao, đường đường một đấng anh hào, côn quyền hơn sức lược thao hùng tài. Tuy rằng mái tóc có pha chút xương gió của người hùng chưa gặp thời thế. Nhưng như vậy vẫn không che mở đi sự oai hùng của Tây Lộc Để chào đón sự tái xuất của một phong trần kiếm khách, mình xin giới thiệu tới các bạn chân cờ có thể nói là đề đời của anh trước một kỳ vương đình đám Trung Hoa. Đó chính là Tân Đông Bắc Hổ Triệu Quốc Vinh. Ông chính là truyền nhân của Đại Tông Sư Vương Gia Lương. Đây là trận cờ mà Tây Độc có như nước cờ xuất quỷ nhập tần khiến người xem vô cùng thích thú và sảng khoái. Xứng đáng là trận cờ hay nhất đời của anh. Để không mất thời gian, mời anh em cùng bước vào trận đấu. Mặc dù phải đối mặt với một kỳ vương, một người có khả năng công sát thuộc hàng siêu củng của làng cờ Trung Quốc, nhưng Nguyễn Thành Bảo vẫn bình tĩnh thi triển thế trận tiên ông chỉ lộ. Đối phó lại, Triệu Quốc Vinh bày bố cuộc liễm pháo. Không cần nói nhiều, Thanh Bảo của chúng ta đóng đại pháo nhằm thẳng trung tâm mà ra đoàn đối phó lại Triệu Quốc Vinh liên tịnh củng cố trung lộ Thanh Bảo lập tức triển khai lộ mã để tương lai ra trực xe Triệu Quốc Vinh với phong cách bão lửa của mình thúc tốt lộ ba lên để dùng pháo tấn công vào lộ tịnh bảy của Thanh Bảo. Xin nói qua một chút về mặt khai cuộc những năm trước bên đỏ có thể xuất xe ra vì bên đen có ăn tốt qua sông lúc đó bên đỏ lên tịnh biên và đuổi tốt. Tuy nhiên, trong trường hợp này, thành bảo áp dụng biến mới nhất ở thời điểm đó, phi tịnh lên lộ 9. Đây là biến thể do các cao thủ luyện tập nhiều với software. Ý nghĩa của nó tiêu diệt tốt qua sông và có thể nhảy mát 8 tân 6 trong tương lai. Đúng như kế hoạch triệu đại sư ăn tốt qua sông, thành bảo lập tức phi tịnh diệt tốt ngay. Tuy rằng lộ tịnh hơi méo một chút, bù lại Mã sau này rộng đường triển khai. về phần Triệu Quốc Vinh, ông nhảy mã 2 tân 4 triển khai thế trận Ma quỷ. Thành Bảo của chúng ta đánh rất tự tin C1 bình 2 chiếm lộ đẹp. Triệu Quốc Vinh nhanh chóng thăng C lộ 9 lên với mục tiêu hoành C. Thành Bảo cũng đâu vừa, mã 8 tân 6 xuất động lộ mã thứ hai. Triệu nhanh chóng ra C đuổi pháo của Thành Bảo. Thành Bảo lập tức C9 tấn 2 nước cờ khá là mắt phải không anh em? Vì tư duy thông thường sẽ là xuất trực xe. Tuy nhiên, việc thành bảo hoành xe, bảo vệ lô pháo là một nước đi rất độc đáo do các software nghĩ ra. Triệu đại sư xe tần hà để tương lai điều vào tấn công vào ma quỷ của thành bảo. Thành bảo cũng đâu thua xe hai tuần hà. Đúng như kế hoạch, triệu đại sư chạy xe vào để đổi mã. Sở dĩ, thành bảo khiến người Việt Nam hâm mộ cũng như làng cờ thế giới nể trọng. Vì ở giai đoạn trung cuộc, anh luôn tung ra những nước cờ bão táp. Đúng là như vậy. Khi triệu đại sư bắt quân mình, thay vì lo chạy quân, thành bảo phi pháo đuổi xe lộ chín của triệu đại sư. Đây là thủ pháp tranh tiên rất hợp lý. Để chống đỡ, triệu đại sư bình tĩnh, lên sĩ, đồng thời vẫn vục đoàn diệt mã của thành bảo. Vậy thì thành bảo của chúng ta sẽ làm gì đây? C9 bình 8 Ơ kìa Sao mà lại bỏ mã vậy trời Nước cờ quá bao tát Anh đang âm mưu gì chăng Vậy thì vấn đề đặt ra Triệu Quốc Vinh có thể ăn mã được không Không hề đơn giản Bởi vì ông ăn mã Thành bảo của chúng ta sẽ có đòn Chạy pháo qua biên Để tương lai cắm đáy tấn công Tuy nhiên anh em sẽ nói Bên đen có đoàn chạy pháo qua Ngăn xe lại là ok ngay nhưng nếu đơn giản như vậy Thanh bảo đâu còn là Tây Độc nữa Anh có đoàn hay Thoái tịnh về để tương lai Điều xe qua lộ bảy Phối hợp ba quân tấn công vì một cánh Anh em sẽ đề xuất cho bên đen Lo gì đen thoái xe về hà để thủ Thì Thanh bảo làm gì nổi Anh em cứ yên tâm Vì nó nằm trong kế hoạch của Tây Độc rồi Anh sẽ đi c 2 bình 7 Bên đen chạy xe qua đấu Anh sẽ chấp nhận đống xe Tất yếu đen phải ăn tịnh lên Khi đó thành bảo có nước hay Dùng xe bắt lại quân pháo Tất yếu đen ăn mã lên xe Thành bảo tiếp tục bắt lại quân xe lột chiến của đối phương Điều quan trọng trong trận hình của bên đen Là mã ở vị trí xấu Chắc chắn nước tiếp theo phải lao ma lên Thành bảo vẫn còn đó Đoàn vòng pháo vào để bắt tốt Với việc bắt hơn tốt Thành bảo các cây ở vị trí đẹp Chuyển tàn ưu thế anh chỉ có thể từ hòa tới tháng mà thôi. Vậy mới thấy những cạm bẫy của Thành Bảo trong trận này quá sâu anh em ạ. À. Với những thủ pháp tinh vi như vậy, bảo sao mà cụ triệu quốc vinh không ngại anh mới lạ. Quay lại với thực chiến ban đấu, triệu quốc vinh chạy c 9 bình 6 chiếm vị đẹp. Thành Bảo vẫn phế mã, anh lập tức điều pháo vào lộ 7, mở đường cho c 8 có thể tấn chiếu Vậy triệu đại sư có thể ăn mã được chăng? Đây vẫn là cái bế ngầm của thành bảo Đợi triệu đại sư ăn xe súng mã Anh lập tức pháo lộn vào đầu Nước tấn công quá hiểm Vì nếu ăn mã lên Lập tức mất xe ngay Mà không ăn mã lên Rất khó đỡ được với đoàn tấn xe chiếu Vậy mới thấy những đoàn phép của thành bảo Quá là hiểm Trong thực chiến ban đấu Triệu Quốc Vinh đánh rất thận trọng Thăng xe lên để tạo căn Tây độc phi xe trung tướng Triệu đại sư bình tĩnh về sĩ Tây độc cắm pháo chiêu tướng Triệu đại sư lên tướng Đồng thời lại dùng mã Đuổi xe của thành bảo Thành bảo đâu vừa thoái pháo chiêu tướng Triệu lại xuống tướng Giờ đây thành bảo Lao ma lên lộ 8 điều thêm quân chiến Có lẽ rằng Trận này anh quyết định đánh bại Đông Bắc Hổ Quyết rằng mở ra trang sử mới Cho cờ tướng Việt Nam Trăng Triệu Quốc Vinh nghĩ rằng Trung Quy ta phải triển khai lộ mát trước Rồi thì cơ tính sau Nguyễn Thành Bảo vẫn quá bình tĩnh Nhẹ nhàng ấn tốt lên Kim tỏa sự phát triển của chiến ma trong tương lai Đúng là khi cần tấn công ồ ạt à, Khi cơ hội chưa có Thành Bảo đánh rất hiểm đạm Triệu Đại Sư chạy xe ra để mời Thành Bảo đấu quân Thành Bảo lại tiếp tục phế mã Chạy xe vào lô 9 Tạm thời ẩn mình chưa thôi Đúng là lạ đời Đúng ra thành bảo phải đấu quân chứ Tại sao không đấu nhỉ Khó hiểu quá Nhưng cốt lõi triệu đại sư có dám ăn mã hay không Ông thầm nghĩ Nếu mình ăn mã Lập tức thành bảo tung đoàn Chạy xe qua để bắt mã Quân mã mình mà chạy Mất sĩ là thua Còn trường hợp bình pháo ra đỡ Lập tức thành bảo sẽ tung đoàn Pháo lộn vào đầu si sẽ cắm pháo là sơ của ngay Còn như chạy tịnh thì nhẹ nhàng Xe ăn pháo Đen vỡ cờ và thua Đúng là cạm bẫy rất sâu của Thành Bảo Những nước đi của Thành Bảo Vừa nhẹ nhàng mà lại vô cùng tinh tế Thế mới hay và độc đáo Trong thực chiến Triệu đại sư cũng nhìn ra nước đó Ông không vội ăn mã Chạy xe qua lộ 4 chiếm vị đẹp Vẫn là những nước cờ ảo diệu Thành Bảo phi chiến ma lên biên Lẽ nào anh không biết đi như vậy đối phương thúc tốt thì mã phát triển rất khó Tất yếu cái gì cũng có lý của nó Quả là như vậy triệu đại sư ấn tốt để mã Thành bảo lại tiếp tục tung ra đoàn phế mã Lao thẳng vào mồm quân tịnh của triệu đại sư Đúng là hình ảnh của lý thường kiệt năm nào Hùng dũng và đầy khí chất Khiến đối thủ muôn phần nể trọng Quả là có chi khí của bậc anh tài Đứng trước những đòn đánh kinh hồn của môn võ công Hà Mô Công Triệu đại sư tuy rằng đã trải qua trăm trận đánh ác liệt Cũng cảm thấy dùng mình Mấy lần ông định rằng sẽ dùng tịnh diệt quân mã mà lại không dám Vì thế tấn công của thành bảo với xe và pháo ở đường đáy quá mạnh mẽ Nếu đỡ không khéo dễ toàn cờ Cân nhắc tính toán thiệt hơn Triệu quyết rằng điều pháo ra biên Ý rằng Tùy cơ có thể vận liên an tốt và đuổi xe, đồng thời lại dùng hai xe truy kích vào quân mã lộ bảy của Thành Bảo Người ta thường có câu rằng, một khi đã cưỡi lên lưng hổ, chỉ có thể là ta phải khuất phục nó, hoặc là sẽ mùi ngon của hổ mà thôi. Tình thế này đã làm một mất một còn, chỉ có thể tấn công tổng lực, quyết chiến và quyết thắng, đó cũng là sở trường của Tê Độc. Lập tức anh phi pháo lộ bảy để chiêu tướng Đây là điểm quan trọng Ở bên ngoài hứa ngân xuyên thẩm nghĩ Triệu đại sư nên lên sĩ thì hơn Vì nếu thành bảo vật pháo qua an sĩ Đồng thời chiếu tướng Đen xếp về sĩ đỡ Thành bảo tiếp tục vật sĩ Đồng thời lại đuổi xe Đen có nước thoái má về lộ 2 Cách đỡ rất hợp thời thế Tuy nhiên với phong cách tấn công bao táp của thành bảo Rất có thể anh tiếp tục vật pháo qua để an tịnh Nói gì thì nói Thành Bảo vẫn có thế công mạnh mẽ Theo quan điểm của mình Với việc tấn công dồn dập như vậy Chỉ có sau quê mới đỡ được thôi Quay lại với thực chiến ván đấu Triệu đại sư suốt từ đầu trận Đối đầu với tơ độc Dính toàn đoàn ảo diệu Ông đã bị say đoàn Đồng thời bị tê độc át vía Vậy nên lúc này đỡ không còn chuẩn nữa Ông kệ mình có đôi pháo răng Nên thượng tướng lên lòng thầm nghĩ rằng đối thủ hết đòn ấy vậy mà sấm nổ giữa trời quang đùng một cái thành bảo diệt ngay quân pháo phế xe ngay ảo rượu chưa anh em trận cờ này thành bảo đánh như là lên đầu vậy bên ngoài hứa ra xem đến đây chỉ thầm kêu lên hỏng rồi triệu lão anh hùng hơi vậy triệu đại sư có thể ăn xe được chăng chắc chắn là không vì chỉ đợi triệu quốc vinh ăn xe Thành Bảo phi xe lộ hai chiêu tướng sát cục ngay. Những đoàn công sát của Thành Bảo của hạ ảo diệu và đẹp mắt đúng không anh em? Vậy nên trong thực chiến ban đấu, triệu đại sư chỉ có thể ăn má của Thành Bảo đồng thời đuổi pháo lộ bảy để có thể chiến thắng và gây áp lực lên chân địa của đối phương. Thành Bảo tuyên nhiên phải giữ bằng được quân pháo này. Anh nhanh chóng chạy pháo qua đường biên. Triệu đại sư tung ra đoàn ép đấu ông nhanh chóng chạy xe qua lộ 8 nhằm đơn giản hóa thế trận. Nhưng Thành Bảo lại vô cùng quái, chưa vội đấu xe, sử chiêu, pháo lộn vào đầu. Đòn này tuy đơn giản mà hiệu quả cực cao. Bởi vì nếu ăn ma lên, bị xe 9 tấn 2 sát cục ngay. Vậy nên triệu đại sư lại phải xuất tướng thần trưởng. Giờ đây Thành Bảo mới chấp nhận đấu xe. Triệu đại sư ăn xe ngay chỉ đội có vậy Thanh Bảo nhanh như cắt c chiến mình năm Sơi tái con tượng Quá ngọn nước Đối với các đại cao thủ Việc hơn nhau lộ tịnh và vị trí cây Đã là ưu thế quá lớn Đằng này Thanh Bảo lại hơn thêm tốt đầu Tướng của đối phương Ở vị trí quá xấu Ưu thế càng lớn hơn Về phần triệu đại sư Đứng trước những đòn đánh sấm sét của đối thủ Bất chợt ông cảm thấy Bụn rủn tay chân Giờ đây thế cờ đã yếu Có lẽ chỉ có thể tìm mọi cách đấu cây Đơn giản hóa lực lượng Và mưu cầu đá hỏa mà thôi Vậy nên Ông lập tức mã 4 tấn 5 Để diệt pháo đầu Còn thanh bảo rất nhẹ nhàng Thoái xe diệt ma ngay Triệu đại sư chạy xe vào lộ 7 Với mục tiêu bắt tốt Và tấn công vào lộ mã của thanh bảo Thanh bảo thầm mỹ Quân tốt kiểu gì cũng mất giờ phải ổn định hình trận, đánh về lâu dài, không thể nóng vội. anh nhẹ nhàng, tịnh bảy, thoái năm. đúng như kế hoạch, triệu đại sư ăn tốt và tấn công vào lộ mã. nhưng thành bảo đông ngại, thoái mã về cung, tương lai lao lên lộ bảy. triệu đại sư đâu kém cạnh, chạy xe vào tiêu diệt sĩ của thành bảo. tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh. thành bảo phi chiến mã lên lộ bảy, chấp nhận phê sĩ để lấy thế công. Triệu đại sư lập tức diệt sĩ Thành bảo thượng tướng quân Triệu đại sư thoái xe trung tướng Thành bảo nhẹ nhàng thoái tướng Tất nhiên Triệu quốc vinh không thể chiếu mãi được Vậy nên ông thoái xe về tuyến hà Với mục tiêu ngăn cản Chiến mã của thành bảo Thành bảo lập tức điều xe qua Đóng vai trò người bảo vệ Cho quân mã của mình Đồng thời lại dọa đường bắt vào sĩ của đối phương Tất yếu Triệu đại sư không thể bỏ sĩ vậy nên ông liên sĩ củng cố trung lộ thành bảo hùng dũng lao chiến ma lên định rằng tập trung toàn lực cho mặt trận tấn công triệu đại sư nhanh chóng nâng pháo đuổi xe thành bảo thoái xe một nhịp tiếp đó triệu đại sư thúc tốt lộ bảy lên ý là nếu thành bảo cố tình lao ma qua lộ 4, ông sẽ có đoàn nâng pháo lên để bắt chết cây bẫy đơn giản này đâu lừa được thành bảo anh rất quái tấn C bắt pháo của triệu đại sư Lại phục đoàn Mã 6 tấn 5 chiếu tướng và bắt C Đứng trước đoàn hiệp Triệu đại sư hoảng hồn Biết đưa sao cho hợp lý bây giờ Vì quân Mã lao sang tấn công Lại có C và pháo hộ công Trong khi đó tướng của mình Lại ở vị xấu Quá khó khăn cho đội Trung Quốc rồi Triệu đại sư quyết đánh liều Lao chiến Mã lên đuổi C Ý là 10 đấu quân Nhưng tưởng sẽ dọa được thành bảo nhưng Tây Độc tung ra tuyệt chiêu sư tử hống diệt mã ngay. Triệu đại sư phi pháo trung tướng, thành bảo nhẹ nhàng phi tịnh lên biên. Lúc đó triệu đại sư bắt lại quân mã. Triệu đại sư chẳng biết rằng quân mã đó tuy ngon lành mà thành bảo lại tẩm nua Vậy nên anh nhẹ nhàng bình xe chiếu tướng, tất yếu triệu đại sư phải lên xi si. Thành bảo tung ra đoàn cuối cùng xuất xe thần trưởng, dọa đoàn chiếu huyết đồng thời bắt chết quân pháo với nước cờ thân thánh đã khiến triệu đại sư chỉ còn nhanh chóng buông cờ mà chịu thua đồng thời thầm nghĩ rằng nếu chú em mà mãi được đại tông sư vương gia lương làm sư vụ có lẽ đã là kỳ vương của thế giới rồi đáng tiếc đáng tiếc thay một ván cờ siêu đỉnh cao của tây độc nguyễn thành bảo khiến làng cờ trung quốc bàng hoàng vì những đoàn tấn công thần thánh trận cờ này khiến làng cờ Việt Nam mở mày mở mặt. Theo anh em, có xứng đáng là chân cờ đệ đời của Thành Bảo hay không? Vui lòng comment và cho mình biết ý kiến nhé. Rất mong được sự ủng hộ của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.